CDS là cái mình chồng hình cái phím soạn nghiêng lên một cái template chuẩn thì xem thì mình sẽ biết cái quá trình này toàn tự động ấy, mình biết là cái xương nó hàm như nào, vị trí nào bất thường hoặc là răng hoặc là xương, mình có việc chồng hình trước và sau. Thì cái này mình sẽ lưu ý dần, bởi vì thực ra nếu mà các bạn điều trị chỉnh nha lâu thì biết là cái vai trò của phim sau điều trị rất quan trọng. Mình hiểu là thực sự là mình đã đi đúng hướng chưa, cái phương pháp điều trị mình là thực sự hiệu quả không. Thì các cái tác giả hoặc là các bác sĩ mà tôi đã được gặp thì họ không có dùng nhiều cái phương pháp là gì cả. Ví dụ là này, tác động tăng trưởng, nếu bạn là giỏi về một khí cụ thì chỉ cần dùng khí cụ đó thôi, đừng có là thấy là chuyển sang khí cụ khác làm gì. Bởi vì thực ra là mình mỗi một lần thế là mình lại phải học thêm, và cái tác dụng thì nó như chẳng là mình không thay đổi, không phải là đấy, là như thế. Thì giờ mình chồng hình mình thấy là cái trước và sau cái vùng xanh với cả vùng xanh hai màu xanh mình biết là nó sẽ thay đổi như thế nào, đã thay đổi gì. Đấy, CVM là cái đo cái mức độ tăng trưởng xương, thì cái này sẽ tự động trong cái phí xét được tới.